Với trẻ mới lọt lòng, môi trường ngoài tử cung rất lạnh. Lạnh tới mức một số trẻ sơ sinh không thể sống sót, nhất là khi trẻ bị tách khỏi mẹ. Những đứa trẻ đó không phải chết. Cử chỉ yêu thương đơn giản này có thể cứu tính mạng của đứa con mới sinh của bạn. Cái ôm đầu tiên của bạn, hơi thở đầu đời của bé. Hãy hỏi thầy thuốc của bạn về những lợi ích của phương pháp ủ ấm da kề da với đứa con mới sinh của bạn. Một thông điệp của Tổ chức Y tế Thế giới, hãy tìm hiểu thêm về sáng kiến cái ôm đầu tiên và tra cứu thông tin trên trang web của chúng tôi.